Hello, xin chào mọi người. Anh chồng mình đang phụ anh hàng xóm cưa cái cây xoài này bỏ nè. Cây xoài này là trái bự lắm mà anh hàng xóm anh chồng ở đây sau trái nhỏ xíu, bây giờ anh bỏ, anh cưa anh bỏ, chồng mình đi lôi cây phụ. Xí trình bình để ve hả anh? Trình bình để ve. Và xí lung nó cơ bản hả na? Giỏi lắm. Cái cơ hỉnh kêu rồi hả? Đi cắt lá dứa mình đi làm bánh bánh chuối nếp nướng. Giục ở đây đặng đốt mà. Ê, băng qua chuyện ấy. Băng qua chuyện ấy. Ê, chú bé nè. Ăn cơ nè. À, bụi lá dưới của măng cơ chà bá luôn. Nha. Chín nó có dưa chữa. Mình làm lá dưới làm nhíp xanh xanh. Ớn mua nãy chuối gì mà trái bự thế ớn luôn. Giờ lọc chuối. Chuối gì mà nhỏ xíu. Ở đây. Chuối này ăn một trái. No ha. Một cái này chẳng hóa đi. Ủa bố tổ. Cảm ơn bố tổ. Thì bố tổ, bố chè. Bố chè. Có 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 trái. Xong thì mình cho đường vô. Lắc cho nó thấm nhiều được. Nấu nếp. Làm chuối nướng ăn không? Đây. Nếp này mình ngâm rồi nè, bây giờ mình cho nước dừa cho nó béo. Xong cái này nước lá dứa nãy mình cắt, bây giờ mình xay rồi đó. Mình cho củ hi khô, luôn nó cơ hay khô. Đổ lớp sắt nếp. Trộn đều lên cho nước cốt dừa với nước lá dứa nó đều với nhau. Lấp sạch để được rồi. Giờ cho vô nồi cơm điện nấu. Giờ mình bỏ vô nồi cơm điện nấu. Nấu như bình thường. Ok. Xôi mình nó chín rồi nè mọi người. Nấu vậy mà nhanh ha, không cần hấp. Có nhiều người hấp á, nhưng thì không hấp. Nhưng để vậy nhưng nấu luôn. Bây giờ mình nấu nước cốt nha. Mình cho đường vô. Mình nấu nước đường thôi nhỏ đó mọi người. Xong rồi. Cái này là bột bắp đó mọi người. Mình đổ vô hết luôn nha. Xong rồi mình cho cái bột bán. Cái này bột bán mình luộc sơ rồi, mình cho vô luôn. Xong rồi mình quậy cho nó tan bột đều cái, cho nó đường nó tan đó. Quậy cho nó tan trước. Mình cho thêm một miếng muối nữa đó.
cho nó ngọt, nó đậm đà hơn đó mọi người. Bây giờ mình bật bếp lên, mình bật lửa nhỏ thôi nha mọi người. Bật lửa nhỏ mình trộn đều, tay khuấy đều luôn á. Nè, sau hồi mình khuấy mấy cốc dừa nó sệt như vậy rồi nè, đây là chín rồi đó mọi người. Bây giờ mình tắt bếp nha, cho nếp vô tán mỏng ra. Trái chuối nó nhỏ xíu à. Nhiều nếp quá không ta? Cái rô này hiền to mà ta. Cái hình như nó hơi bị nhiều nếp ta. Rồi, cứ làm như vậy làm cho hết luôn nha. Xong rồi mình đem đi nướng bằng chảo chống dính. Giờ mình bỏ vô mình nướng luôn nha. Không có cho dầu cho gì vô hết luôn. Để như vậy từ từ nó vàng một bên rồi mình hấp rỡ. Nó kêu hình bào à. Ừ, mà sao nó sư chim. Cục này đâu, bỏ đây. Đó, đấy. Hơi dần dần rồi nè mọi người. Mình để cho nó vàng, vậy là vàng luôn nha. Đây là đầu tiên Nhung làm luôn á. Hả? Thì phải cho banana xương, cho xương rồi. Xong có banana. Ừ, tự xé tụng, xin cho hám du hào. Nó hơi vàng vàng à mọi người, trời nó vàng thiệt là vàng. Nhưng mình có nước cốt dừa nên nó không có bị dính nè mọi người. Dễ lắm luôn á. Vậy chuối nếp nướng của mình nè mọi người. Nướng bằng chảo chống dính nó vàng vậy luôn nè. Đây là trắng nước cốt. Nên cũng hấp dẫn lắm chứ bộ.